Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiền Sư Phụ. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái vòng 2 của chương trình Token for Aetherops. Các bạn sẽ nhận được 1.000 token và nhiều hơn nữa khi mà các bạn làm hết tất cả những nhiệm vụ của cái form Aetherops này. Ở đây thì mình cũng nói luôn cho các bạn là cái vòng 1 của cái for token này nó đã về ví MetaWallet của chúng ta rồi nhá. Ở đây mình nhận được 2.000 token này. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia cái vòng tiếp theo của nó. Đầu tiên các bạn điền vào form. Ok, click here này. Bạn điền địa chỉ ví này và email nhé. Sau đây các bạn nhấn submit. Ok. Nó sẽ ra một cái thông báo là cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình Aerobe này. Tiếp theo các bạn nhấn tiếp tục continue. Tiếp theo là các bạn nhập địa chỉ ví Ether MetaWallet của bạn vào để có thể nhận được cái token. Ok, các bạn nhập vào đây. Tiếp theo nữa là chúng ta follow cái trang Twitch của cái trang này. Ok, ta sẽ nhận luôn. Trước hết là chúng ta phải connect với cái tài khoản Twitch của chúng ta. Ok, các bạn nhấn app đi để connect này. Ok, chúng ta sẽ follow. Ấn follow. Sau đấy chúng ta nhấn continue. Sau đấy các bạn làm tiếp tục các nhiệm vụ này. Continue tiếp tục. À, chúng ta phải retweet cái bài viết này. Ok, mình sẽ retweet cái bài viết này. Retweet đâu nhỉ? Đây, chúng ta sẽ retweet lại. Ấn retweet này. Sau khi mà các bạn retweet, các bạn nhấn continue để có thể nhận được token. Ở đây chúng ta cũng phải ấn continue để nó chạy. À, chưa retweet. Bài viết này chưa retweet. Ok, chúng ta phải retweet. Right, sau đây các bạn nên continue. Ok. Tiếp theo là zone của nhóm Telegram. Các bạn click here để có thể join vào nhóm Telegram của nó. Sau khi mà join thì các bạn nhấn tiếp tục. Tiếp theo là group Telegram. Đấy. Sau đấy các bạn nhấn tiếp tục. Ok, share này. Đây là một cái phần link giới thiệu các bạn. Mỗi một cái lượt giới thiệu như vậy thì các bạn sẽ nhận được thêm cái token từ thằng này 2.000 cổ phần cho cái chương trình này. Tiếp theo nữa là cái phần zone detail digis factor này, cái gì để mình xem nào. Nó sẽ yêu cầu chúng ta phải zone vào đây. Được rồi. Cái này thì chúng ta có thể nhấn tiếp tục luôn, nó sẽ chạy luôn cho chúng ta, không cần thiết phải tiếp theo nó sẽ yêu cầu chúng ta nhập một cái gì đây. Mình xem nào. Nó sẽ hỏi how many sẽ được begin way, à có bao nhiêu token này thì chúng ta cứ đại điền đại đi 1.000 nhá. Ok, các bạn nhấn tiếp tục xong. Các bạn có thể thấy là nó sẽ cộng thêm các cái token của chúng ta. Đấy. Đấy, làm hết tất cả nhiệm vụ thì chúng ta sẽ nhận được 2.900 này. Các bạn giới thiệu thêm thì có thể nhận được mỗi một lần giới thiệu là 2.000 token nhá, 2.000 cổ phần. Đây là cổ phần để chúng ta có thể nhận được cái token từ thằng này. Đấy. Như vậy là mình đã giới thiệu xong cho các bạn về cái chương trình Aerobe của thằng For Token. Các bạn cố gắng làm hết tất cả nhiệm vụ để nhận được tối đa số lượng token từ thằng này. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ cho channel của Tiền Sư Phụ. Những cái gì thắc mắc không hiểu các bạn comment ở phía dưới của video để mình giải đáp giúp cho các bạn nhé. Xin thân ái chào và hẹn gặp lại.